Sao Hàn vượt phút thành công, G-Dragon vẫn là ông hoàng, Song Hye Kyo vững tầm siêu sao. Người ta thường nói Sao Hàn một khi dính phốt lớn thì sẽ toang luôn sự nghiệp vì khán giả Hàn cực khó tính, mà phần lớn những ngôi sao đã có vết nhơ thì khó mà vực lại được sự nghiệp như ban đầu, chứ đừng nói là đình đám hơn. Nhưng vẫn có những ngoại lệ, những người dù có từng sai lầm ngỡ rằng không thể làm lại nhưng vẫn vượt qua ngoạn mục và trở lại lợi hại hơn xưa. Trang Hiếc. Thời còn trẻ, Trang Hiếc từng vấp phải sai lầm khó có thể tha thứ, đó là trốn nghĩa vụ quân sự. Với khán giả Hàn thì đây chính là tội lớn, và bằng chứng là rất nhiều sao nam vướng phải chuyện này thì chẳng còn đường quay lại. Nhưng Trang Hiếc thì khác, sau khi dính phốt anh đã dùng thực lực của mình để khiến khán giả hoàn toàn quên đi lỗi lầm khi xưa. Nam diễn viên ngoài xin lỗi và hứa sửa sai thì không thanh minh thêm gì khác, sau đó rất chăm chỉ đóng phim, hết mình với vai diễn, cho ra đời không ít phim hay như Thank You, Juno, Voice, không để mình mắc thêm sai lầm nào, lại có tài nên Trang Hiếc đã thành công vượt qua hoàn toàn chuyện xưa. Chu Chi-hun. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Chu Chi-hun lại để mình vướng vào chất cấm và rồi hoàn toàn mất hình tượng, đã vậy còn gần như bị đóng băng sự nghiệp. Sau đó nam diễn viên này đã tỉnh ngộ, sửa chữa sai lầm và nỗ lực để trở lại. Cứ nghĩ Chu Chi-hun sẽ chẳng thể nào quay lại đỉnh hào quang khi bộ phim Hoàng Cung đang làm mưa làm gió, nhưng không ngờ anh còn nổi tiếng hơn xưa khi đi theo hướng thực lực. Hai bộ phim điện ảnh Thử Thách Thần Chết đã giúp anh lấy lại tên tuổi, sau đó tác phẩm Kingdom tiếp tục nâng cao danh tiếng cho nam diễn viên. Tài năng và hướng đi đúng đã giúp Chu Chi-hun vượt qua tất cả vấn đề khi xưa. Lee Chia. Lee Chia thì không vướng phốt nhân cách tài trời mà là nói dối, giả tạo, che giấu quá khứ từng kết hôn và ly hôn. Điều này khiến hình ảnh thuở mới vào nghề hoàn toàn sụp đổ. Chưa kể, tình yêu của chị với nam thần Trương U Sơn cũng tan vỡ. Sau đó thì những tác phẩm của Lee Chia đều ít nhiệt, tên tuổi mất sạch. Nào ngờ, khi đã qua tuổi 40, chị đã có màn chuyển mình rất ngoạn mục sau khi tham gia bộ phim Cuộc Chiến Thượng Lưu. Sự việc kia đã trôi xa, khán giả không còn nhớ nữa. Lee Chia lại mang vẻ đẹp sang trọng, hình tượng phụ nữ trưởng thành khiến khán giả mê đắm. Không ai có thể nghĩ Lee Chia lại có thể chờ mình khi sắp tới tuổi trung niên thế này đâu. Lee Byung Hun. Lee Byung Hun chính là tài tử có thể dùng năng lực để dập phốt đỉnh nhất trong K-pop, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt khi vợ đang mang thai. Việc này với sự nghiệp các sao nam chính là dấu chấm hết, nhưng với Lee Byung Hun thì lại không phải chuyện gì lớn cả. Với thực lực không ai bằng, luôn tạo ra siêu phẩm, nên nam diễn viên này vẫn cực đắt show từ điện ảnh tới truyền hình, mà khán giả cũng vẫn đón xem phim của Lee Byung Hun đều đều. Vợ tha thứ, khán giả cũng dần dần không nhắc tới chuyện xưa nữa, thế là Lee Byung Hun lại hoạt động sôi nổi, tên tuổi chẳng bị ảnh hưởng gì. Song Hye Kyo. Sóng gió ập tới khiến sự nghiệp Song Hye Kyo lung lay khi chị vướng vào lùm xùm thuế, không chỉ phải cúi đầu xin lỗi, danh tiếng sụt giảm không phanh, nàng Song còn bị chỉ trích khắp mọi nơi, là cái gai trong mắt khán giả trong nước. Thế nhưng Song Hye Kyo là siêu sao biết tiến biết lùi, không chỉ chọn được tác phẩm hot để tái xuất liên tục như Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, mà nhan sắc, hình tượng cũng ngày càng đẹp hơn theo thời gian. Điều này đã giúp chị lấy lại được cảm tình của khán giả. Sang tới năm 2023, ngay cả khuyết điểm đóng khung hình tượng cũng đã được gỡ bỏ với vinh quang trong Thù Hận, Song Hye Kyo lại trở về là siêu sao hoàn hảo của K-pop. G-Dragon. Người ta chỉ luôn nhớ tới G-Dragon là biểu tượng thời trang, là ông hoàng xu hướng, ngôi sao tài năng độc nhất vô nhị của làng nhạc Hàn, bởi vì đã không còn ai nhớ tới chiếc phốt khá lớn khi xưa của anh. Thực ra năm 2011, G-Dragon từng bị phát hiện dùng chất cấm, việc này ảnh hưởng hình ảnh của anh chàng khá nhiều, anh cũng đã gặp không ít chỉ trích và sóng gió thời điểm đó. Thật may G-Dragon là ngôi sao rất có cá tính, có thể vực lại được từ khó khăn. Chính sự độc đáo phá cách, năng lực không phải dạng vừa đã giúp chàng idol vượt qua tất cả để đình đám hơn, khiến cho công chúng không ai còn nhớ phốt xưa nữa. Những ngôi sao giữ cho mình luôn trong sạch, hình tượng đẹp không tì vết là điều cần thiết và tốt nhất, nhưng trong đời ai cũng có lúc sai lầm, lúc này thì điều quan trọng là sửa sai như thế nào. Khán giả vẫn có thể tha thứ được, chúng ta vẫn thường nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại mà, cứ làm tốt như những ngôi sao trên kia thì không lo không có đường quay lại. Bạn thích trai đẹp, bạn mê gái xinh, bạn ưa hóng hớt, Trạm Tin Sao Hàn chính là điểm dừng chân lý tưởng, sẽ không làm bạn thất vọng đâu.